Mặc dù ba đã hứa sẽ cắt đứt với Julie, nhưng Fern vẫn không tin nên đã theo dõi Julie. Anh! Chào cưng. Sao hôm nay anh dội dàng xuống đây vậy? Fern! Anh đã dối con! Anh lừa dối mẹ! Fern! Julie đã cướp ba của Fern, cướp chồng của bà Son, nhưng cô ta không dừng lại ở đó. Úi, cổng tôi đi lan truyền khắp nơi, chuyện cậu là vợ bé của ba Fern thiệt đó hả? Đó là điều tôi muốn mà. Vậy bằng tôi sẽ đổ hết cho Fern. Chuyện gì sẽ xảy ra? Còn quá đáng lắm rồi đó Fern. Con sẽ không làm chuyện tồi tệ như ba đâu. Con à. Đón xem những câu chuyện tình phần 5 tập 3 phát sóng 11:50 ngày 3 tháng 8 trên sóng QRT.